coi chừng xuống sông. Rớt xuống sông. Rồi kết thúc một giải cao. Chào các bạn nha, hôm nay mình quay trực tiếp sặc ẩu cá nha, sặc trút hay gì. Mày anh Tâm. Mày trai anh Tâm. Một trái, một trái. Trái nhỏ nhỏ, mình cũng ấy nè, cũng ba rồi. Mang dài vô không hai? Dài vô chứ. Hai, ba. Rồi sạc cút ra kia luôn. Trái này nằm đâu không hai? Bên đây. Không có, hỏi cá này nằm ở đâu? Cá bự không à? Bự. Chạo xong. Nãy vớt quanh cây gỗ à. Gì? Gì kéo nữa chứ sao? Rồi bỏ ra trôi luôn rồi. Cá này nằm bỏ nằm bỏ mê, luôn rồi. Mê cá ra vậy. Mê cá bỏ ghe trâu luôn rồi. Đi cho anh Tám bánh lựa rồi chứ. Có cá bự luôn các bạn ơi. Rồi đổ em đó đi. Từ từ từ. Ông Hai ăn dài dữ ta. Ông thủ mà. Ông Hai cút mà. Nhờ, nhờ lấy cao kiểu lạ mới sặc cá. Cá chợ không à. Rồi rồi ông Hai qua phụ lại kia đi ông Hai. Qua phụ Uy Phương đi. Anh Tám phụ Uy Phương luôn đi, em quay phim này. Từ 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 từ. Gãi gai mà là bà chủ không mua á. Ông Hai ơi, cái này đủ ăn rồi ông Hai ơi. Đây phụ vũ mày không ông Hai. À, ở trên này cá gạt kia luôn à. Gãy gai là bà lon bắt không mua á. Có cây chậu thấy ghét liền mà. Coi nó có bị nghẹt không, không không là phăng phăng đi chứ. Cho anh Tám lựa tới chiều tối luôn. Chắc tới chiều tối quá. Chắc này có 3 tấn rồi. Cái này chắc đúng rồi. Nó nằm ở ngay chỗ hố sâu quá. Chứ còn sống nhăn mà ở bển vậy. Cá bên đây. Ngay lúc lâu này nè. Ờ, ngay mấy gạn á. Chứ đâu nằm bển thôi, nhưng đâu sống nhăn. Ý ý lên trên Hùng. Cắt cầm dưới trên cũng được à. Rồi cắt đi coi nó xuống gì đủ trai cắt được. Vô rửa bát liền hả?
nhiêu, có nhiêu ký đồ bán? Rồi để móc sau lưng luôn. Ít chứ không? Ở đây tôi ghi lên cái. Có bẻ gãy không anh Tam? Quá anh Tám ơi. Buông. Được rồi vậy, được rồi. Được rồi. Rồi lên luôn. Em bố à, để tràn khoai ơi. Mày còn được có dây dài cái thấy ghét mày chứ, có dài cái chân lên cái bật liền ha, dài nó cũng đâm được chứ không đâm đâu nha. Ừ, ngay chiều đẩy à. 2 trái 2 trái. Còn 3 cái nữa. Như phải chịu với sao? Nước này rút quá rồi mà. Bỏ ai qua anh cái Vũ ông hai ơi. Chúc mày tha hồ cho ông lựa. Leo mấy thùng đó qua. Để anh Hùng anh dục xuống anh thôi. Dục hai thùng cá chợ. Cho xuống cho dây dưới này cắt. Rồi nắm dây trên này cắt được rồi đó anh ơi. Cắt. Cộng dắt trong dây này nè, trong dây này nó còn nhiều lắm đâu cắt vậy được. Cắt chỉ nắm dây rút này là vừa nè. Được rồi, nó nhiều rồi đó. À, rồi giờ được rồi đó, đưa móc vô. Yeah.
gây đủ để cho nó né không bị chạm. Hai ba. Để lại giữa luôn đi. Cái cây đó nó chậu đi. Ngoài chút lấy kìm bẻ gai mấy cốt nha. Bỏ sức trận này không ai. Rồi lên tại chỗ luôn đi. Anh né anh Tám ơi. Mình lấy cái cây ra luôn đi, căng lấy cây ra luôn hả, cột đục anh chết. Nhức đầu không hay. Bệnh vô lấy xa lông bát dán vô. Trái bự nữa. Anh Tám đi đây gặp anh Tám nhà lại rủ anh Tám quăng mọi người. Xương. Được 20 triệu. Trái nặng à. Chậu lên phải cho điều lưới á, cá nó không bị nghẹt. Lên nó rớt xuống. Cá giống trong mẻ quá. Đúng đúng lưới cho nó xuống. Chiều hai lấy nhất chế cái mấy câu rổ rẻ này nha. Kêu quá. Kể đến con mẹ kể gì. Ngồi bẻ gai nữa. Rồi cứu hút nghe nó luôn em ta. Đau bụng liền hay gì anh Tám? Đúng
đúng rồi đúng rồi. Để một cái con kệ mấy ông cố ơi. Ông hai giờ ông đau bụng nhức đầu rồi. Lưới giờ đắp tay ông làm sao ông đi được. Tay dài là thế quá ha. Cá không có nhẹ. Ở lên đây giữa luôn. Rồi buông. Hay quá bạn ơi. Đổ rồi đỡ ngay chắc được mà. Dao này. Ôi dao này cắt khúc mà lại ngồi làm. Rồi đi về đi về. Về nước. Rồi đâu qua tới đó luôn rồi. Bắt đầu tiếp mấy bạn ơi. Rồi từ từ không hay ơi. Coi chừng rớt xuống sau. Rớt xuống sông. Rồi kết thúc một giải cao. Mày tấn anh Tám. Cái mặt này hả, đau bụng nữa hả? Không thể đến nổi. Rồi tới nhà rồi, xin chào các bạn nha.